Xin chào bà con nông dân. Hôm nay, mình muốn giới thiệu một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho việc phòng trừ bệnh tật trên cây trồng, đó là ANKZ80VV. ANKZ80VV là một loại thuốc bảo vệ thực vật chuyên trị các bệnh thường gặp như ghế loét, thán thư hay mọc xương. Sản phẩm này vừa hiệu quả lại an toàn khi mình sử dụng đúng cách. Vậy ANKZ80VVP có gì đặc biệt? Đầu tiên, sản phẩm này diệt nấm và vi khuẩn gây bệnh rất tốt, giúp cây trồng khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản. Thứ hai, ANKZ80VVP tan nhanh trong nước, giúp bà con pha chế thuốc dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Chỉ cần pha loãng theo hướng dẫn trên bao bì là mình đã có dung dịch thuộc hiệu quả rồi. Đặc biệt, ANKZ80VVP bám dính tốt trên lá cây, giúp thuốc lưu lại lâu hơn, tăng hiệu quả phòng trừ bệnh, nhất là trong mùa mưa khi thuốc dễ bị trôi. Khi sử dụng ANKZ80VVP, bà con nhớ lưu ý, luôn đeo đồ bảo hộ như găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ khi pha và phun thuốc nhé. Nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát để tránh nắng nóng làm giảm hiệu quả. Tuân thủ đúng liều lượng và hướng dẫn sử dụng trên bao bì để đảm bảo an toàn và hiệu quả cao nhất. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bà con hiểu rõ hơn và sử dụng ANKZ80VVP hiệu quả trong công việc trồng trọt. Nếu có thắc mắc gì, bà con cứ để lại bình luận bên dưới hoặc truy cập trang web drplanten.vn để tìm hiểu thêm nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.